Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em cách để chúng ta có thể share dữ liệu từ máy tính Windows qua máy tính Mac. Ok, ở đây là Win Server, thì nếu anh em sử dụng những cái Win khác, Win 7, Win 10, Win 11 thì cái giao diện nó cũng tương tự như vậy thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào Computer Management, chuột phải PC, Manage. Thì ở trên Win Server nó sẽ có giao diện Server Manager. Còn nếu mà anh em ở những Win khác phổ thông á, nó sẽ ra thẳng Computer Management. Ở Win Server chúng ta sẽ vào Tool, Computer Management. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ vào Local User and Group User. Chúng ta sẽ tạo user mới. Vì cái lý do bảo mật thì chúng ta phải đặt mật khẩu nó mới cho chúng ta share. Phần bảo mật nó cũng rất là hay, nó sẽ cho chúng ta nhiều cái option. Đầu tiên là User must change password at next logon. Cái option này nghĩa là lần đầu tiên chúng ta đăng nhập vào được rồi đó thì bắt buộc phải đổi pass. Còn với option password never expire này thì chúng ta đặt pass thì được dùng luôn, không có bắt buộc phải đổi pass qua lần đầu tiên. Ok, chúng ta nhấn Create. Chúng ta đã tạo được user. Tiếp theo là group. Chúng ta tạo group mới. Chẳng hạn đây đặt là VChannel Media Create. Rồi chúng ta sẽ có cái group mới ở dưới đây này. Chúng ta sẽ add user vào. Đây chúng ta sẽ gõ vào cái tên user lúc nãy, chẳng hạn như ở đây này. Rồi check name. Đó, nó sẽ add chúng ta dẫn, đưa đường dẫn vào. Ok. Rồi nó đưa vào group rồi nè. Ok. Thì bây giờ trên cái group này chúng ta đã có user rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ share folder hoặc là share cái ổ đĩa chúng ta cần. Chẳng hạn như mình muốn share nguyên cái ổ đĩa này thì chúng ta sẽ chuột phải vào Property, Sharing, Advanced Sharing. Trên đây thì chúng ta sẽ nhấn Permission. Đầu tiên chúng ta sẽ add group lúc nãy nè. Chúng ta sẽ gõ tên của group lúc nãy. Check name. Đó ra nè. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp quyền những cái user truy cập vào cái quyền điều khiển toàn bộ hoặc là chỉ đọc thôi. Full control là nó sẽ toàn quyền được. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ qua Security. Nhấn Edit. Chúng ta sẽ add group vào VChannel Media. Check name tương tự. Ok. Chọn quyền. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đã share, nó có cái biểu tượng mặt người ở đây nè. Bây giờ trên máy Mac chúng ta sẽ vào Finder. Chúng ta sẽ vào Go Connect to Server. Hoặc phím tắt là Command K. Đầu tiên ta sẽ gõ SMB và tiếp theo là cái địa chỉ IP của cái máy Windows. Thì cách lấy địa chỉ IP của cái máy Windows là như thế này. Chúng ta sẽ vào CMD, gõ IP config. Đây, bây giờ chúng ta đã ra được địa chỉ IP nè. Đó, đây là cái địa chỉ IP của cái máy server. Đó, bây giờ chúng ta sẽ gõ vào để chính xác. Connect, username và password lúc nãy. Đây, nó đã ra được những cái ổ đĩa lúc nãy chúng ta share đây. Ok. Nó sẽ có thêm một cái máy tính được mount vào đây. Và trên đây là những cái folder, những cái ổ đĩa chúng ta đã share. Ok, thành công anh em ha. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Chúc các anh em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.